là đảng viên đầu tiên của bản Mông Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Người quyết tâm vượt 50 cây số đường rừng, nộp đơn xin ra khỏi hộ nghèo, dù chưa thực sự hết nghèo. Người sẻ chia ánh điện, tặng cần câu cơm cho nhiều hộ khó trong bản. Và là tấm gương sáng làm giàu từ con số 0. Tôi nhận định của cá nhân tôi là một đồng chí hết sức là rất năng nổ và chịu khó, nhạy bén trong các cái công tác phát triển kinh tế. Đồng chí trưởng bản này là một đồng chí năng nổ, là tìm mọi cái hướng đi là để là cho bà con là thoát nghèo. Những lời khen ngợi đó là dành cho Thảo A Thái, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Mông Tà Cóm ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Một người không có điều kiện được học cái chữ, nhưng đặc biệt có chí hướng. Anh Thái học hết năm mấy ạ? Thời đủ tuổi đi học là bố mẹ không cho học. Thế sao anh biết chữ? Cái chữ thì anh không biết, nhưng mà anh thấy các con ấy đi học về thì anh thấy cái chữ, con chữ là rất cần thiết mà. Anh thấy các con học về thì anh hỏi các con là cái chữ này là chữ gì. Cái đơn mà xin tự nguyện thoát nghèo thì anh viết chứ? Rồi anh viết, nhưng mà anh cũng biết tập tạm. Thảo A Thái là người Mông sinh năm 1975 trong một gia đình có 7 người con tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Năm 1991, anh cùng gia đình di cư vào bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát sinh sống. Vùng đất này khí hậu khắc nghiệt, đất pha cát khô cằn, cây cối xác xơ, không điện, không đường, không sóng điện thoại. Hơn 100 hộ người dân bản Mông Tà Cóm khó khăn đủ bề. Năm 2006, Thảo A Thái được bầu làm trưởng bản Tà Cóm. Năm 2008, anh là người đầu tiên của bản được đứng vào hàng ngũ của đảng. Năm 2011, A Thái quyết định vay vốn ngân hàng, tự tìm hướng làm ăn riêng để thoát nghèo. Với số vốn vay được, gia đình anh đào ao nuôi cá, trồng cây và phát triển chăn nuôi. Bà con có nói là như thế là về đi khám chữa bệnh hoặc là các chế độ chính sách của nhà nước là mình có thể không được, không được nhận. Nhưng anh cũng nói với bà con là nhà nước thì hỗ trợ một phần nào đấy thôi. Chính là bàn tay mình phải làm. Để minh chứng cho những nỗ lực của mình, trưởng bản Thảo A Thái và tổ công tác liên ngành đã chở chúng tôi tới mục sở thị ao nuôi cá, khu chăn nuôi bò gần nhất của gia đình anh. Thì đặc thù của chúng tôi là về đây là công tác là dân vận, cho nên là gặp được anh Thái, cái tấm gương và những nhiệt tình nên anh em chúng tôi cũng đỡ vất vả một phần nào đó. Hiện gia đình trưởng bản Thảo A Thái đã trả hết nợ ngân hàng, có khoảng hơn 70 con trâu bò, chia làm 4 khu, 15 hectare rừng trồng xoan, trên 4 hectare trồng vầu, có ao kiên cố nuôi đủ các loại cá và được xem là gia đình giàu nhất bản. Điều trân quý ở người đảng viên trưởng bản này, đó là khi kinh tế gia đình ổn định, anh đã giúp đỡ rất nhiều hộ nghèo trong bản như chi hàng chục triệu đồng làm máng nước để chạy tua bin phát điện, sẻ chia cho các hộ dân chưa có điện thắp sáng. Và 2 năm trước, được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Thảo A Thái đã tặng 3 con bò giống sinh sản cho 3 hộ nghèo trong bản để họ có vốn làm ăn. Năm 2018, vợ chồng anh Sùng A Chua được trưởng bản A Thái tặng một con bò cái đang trưởng. Thế nên hôm nay, trưởng bản qua nhà hỏi thăm, A Chua rất vui mừng. Theo anh cho được con bò cho hay vậy chừng như thế này nơi chăm sóc tốt. Giỏi làm ăn và có rất nhiều đóng góp cho các công tác của bản, nên trưởng bản Thảo A Thái được các cấp các ngành tặng nhiều giấy khen. Thế nhưng hiện tại, điều A Thái và bản Mông Tà Cóm mong mỏi hơn bao giờ hết là có đường, có ánh điện sáng kéo vào bản, cho bà con vơi bớt nỗi nhọc nhằn, rút ngắn con đường thoát nghèo.